Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Buổi sáng hôm nay thì theo thường lệ cứ đúng 7 giờ sáng là Long phát sóng một cái bản tin buổi sáng. Thì thưa quý vị, thì hôm nay Long cũng xin giới thiệu với quý vị cái bản tin buổi sáng hôm nay thì xoay quanh về cái câu chuyện nà ní và quả đen, nà ní quả đen và tú hú đang có những cái chiến lược gì đây, và đồng thời nữa họ đang muốn gì ở Phương Lê và anh hai của họ, cũng giống như cái câu chuyện nà ní và cái cô vô ơn này á, 2-3 ngày nay đã mở trận cho cái cuộc chiến của coi như rằng là thâm cung bí sử đối với anh hai và nàng hậu, thì đã dấy lên cho cộng đồng mạng có một phen rất là tò mò và lo lắng. Rồi đây không biết xong lượt anh hai với nàng hậu là sẽ đến ai. Thì thưa với quý vị, đó là một cái câu hỏi rất lớn của cộng đồng mạng đã để lại cho chúng ta, cũng giống như rất là nhiều người đã bình luận cái câu chuyện này và nêu lên cái ý kiến này và muốn hỏi Long. Thì hôm nay nhân dịp đây thì Long cũng muốn chia sẻ với đại gia đình chúng ta qua cái bản tin này. Cái thứ nhất mà nói xong đàn hậu và anh hai sẽ đến lượt ai thì Long đã nói quá nhiều rồi. Chắc chắn sẽ đến coi như chị Ba và Búp Búp và Bèn Bèn, là ba nhân vật này là còn sót lại ở trong căn nhà này. Và sót lại trong cái tem này là ba nhân vật này là ba nhân vật cuối. Thành ra là tôi sẽ nói rằng là chắc chắn trong tương lai, trong cái viễn cảnh tương lai, quả đen và tú hú sẽ lôi ba nhân vật này ra. Để chi? Thứ nhất mình phải nói lên cái lý do điều này thì mình phải nói rõ từng cái góc cạnh. Thưa với quý vị biết rồi, từ đầu thì cái nhóm này quý vị thấy rất là lớn, rất là đông. Có người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ gia nhập vào cái nhóm này. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì thưa với quý vị, còn lại được bao nhiêu người? Và những người còn lại là những người như thế nào? Có đủ uy tín, có đủ uy tín hay không? Là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, những người lớn tuổi thì dần dần đã ra đi. Những người có tiếng nói trọng lượng thì đã ra đi hết. Thì đồng nghĩa để lại đây là một cái như lần là cái đống hỗn hợp, thưa quý vị. Nhưng mà nói thật với quý vị rằng là những con người này họ đã đi đúng theo cái dự kiến, cũng giống như cái sự sắp xếp của họ ban đầu, là nó cụ thể là cái con quả đen này chứ chả có ai hết trơn. Tại vì nó muốn làm như vậy để chi? Để cuối cùng chỉ còn mình nó, chỉ còn quả đen với tu hú. Thậm chí cái người mà ra đi cuối cùng, và thậm chí là cái người mà nó có thể nó đem đầu ra nó bèm là chồng của tu hú không chừng. Nó thưa quý vị là vậy. Tại vì sao? Tại vì lần lượt ra đi hết rồi thì nó sẽ thâu tóm tất cả những thứ trong cái căn nhà này, nó muốn làm chủ và làm quyền, thì quý vị cũng thừa biết rồi đó. Thì bây giờ thứ nhất mình phải nói như thế này, cái chuyện tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ đó, là bây giờ chưa có hạ hồi, chưa phân giải được. Và cái chuyện ai thắng ai thua thì ở đây chúng ta chưa nắm được trong cái câu chuyện này, chúng ta chưa biết. Chỉ có người làm đại diện cơ quan pháp luật nhà nước đứng ra tham gia trong cái vụ xét xử cái vụ tranh chấp này thì họ mới hiểu thôi. Còn chúng ta là những người bên ngoài, chúng ta không hiểu. Nhưng mà dù muốn dù không thì theo cái đường đi nước bước của cái con quả đen và con tu hú này, mặc dù ban đầu thì nó đã thắng, có nghĩa là sao? Nó được đứng giấy tờ nhà đất này đã được sang tên cho nó, và đồng thời nó đã được làm chủ trong căn nhà này suốt một năm mấy này, thì có nghĩa là nó thắng. Nhưng mà thật sự ra cái chuyện thắng ở đây là thắng ban đầu, nhưng mà cái kết cục có thắng hay không mới là quan trọng. Nhưng mà cái kết cục thắng hay không thì thưa với quý vị, cái chuyện đó là phải có cơ quan chức năng trả lời và có cái quyết định cuối cùng của tòa án thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta mới hiểu được.
Nhưng mà dù muốn dù không thì hai đứa này đã bắt tay nhau, nó muốn làm sao để cho hết cái candle này đến candle khác, hết cái làn sóng này đến làn sóng khác, để gì? Để lôi kéo cộng đồng mạng, lôi kéo cái sự kinh doanh mua bán của tụi nó thôi, để nó trục lợi thôi. Còn cái chuyện mà thắng thua về vấn đề tài sản thì vấn đề nó chưa nói tới, chưa có thể mà nói được. Còn bây giờ khi mà quý vị, khi mà cái sự việc này nó kết thúc á, thì tất nhiên dù muốn dù không nó cũng bỏ túi một mớ rồi. Thì lúc đó dù muốn dù không nó cũng có số vốn rồi, thì nó có thể dù nó có thắng thì càng tốt, mà nó có thua thì cũng chẳng sao. Nó thua thì nó cũng đã có vốn rồi, thì nó làm ăn rồi, thì tất nhiên là lúc đó là có nghĩa là nó phè phỡn. Nhưng chính vì cái lẽ đó tụi nó mới tạo cái làn sóng này đến làn sóng khác để cho gây chú ý thiên hạ là chỗ nó. Còn bây giờ nói thật với quý vị thế này, theo dự đoán của nhiều khán giả thì sắp tới đây sẽ là chị Ba. Chị Ba sẽ là người kế tiếp anh hai, là chị Ba. Vì chị Ba cũng có nhiều cái điều mà bọn chúng không thích mấy, không ưa mấy, nhưng bọn chúng vẫn muốn giữ cái mối liên lạc từ đầu, và nó cũng tạo cái sự thân mật, và giống như rằng là để cho chị Ba có thể là quảng cáo giúp cho em. Nhưng mà thưa quý vị cứ nghĩ rằng nồi cơm chúng ta đang bưng ăn, đang nấu ăn mà có người khác bưng úp hay là dành của chúng ta ăn, thì quý vị thấy có chịu được không? Thì ở đây tôi nói lại cho quý vị nghe, quý vị cứ nhớ là những cái ngày đầu Hòa đang nhập hàng mỹ phẩm về đưa cho Tu Hú bán, và Tu Hú đó và Hòa đang đồng thời nhờ chị Ba quảng cáo trên cái nền tảng mạng xã hội, trên trang cá nhân của chị Ba. Mà trong lúc đó là chị Ba đang kinh doanh cái mặt hàng này, mà tại sao Tu Hú nhờ chị Ba, Hòa đang nhờ chị Ba, chị Ba vẫn là quảng cáo dùng, vẫn giới thiệu dùng? Vì một số lượng khán giả, một số fan hâm mộ chị Ba, thì chị Ba để chị Ba bán. Tại sao chị Ba phải làm như vậy? Tất nhiên rằng là chị Ba đang ở cái kèo dưới của cái con Hòa đang này, thì chính vì lẽ đó là Hòa đang với Tu Hú nhờ làm là buộc lòng phải làm. Chứ cay đắng lắm chứ. Cay đắng là vì sao? Vì mối của mình đang bán mà tại sao là phải chi nó bán? Ví dụ mình bán mỹ phẩm mà bên kia nó bán cá khô, ví dụ như Long bán cá khô thì giới thiệu giúp Long không sao, còn đằng này là mỹ phẩm mà bên kia còn mỹ phẩm, mà tự nhiên thì bây giờ muốn thì quảng cáo như thế nào thì mình tùy theo cái quảng cáo chứ, cách quảng cáo chứ. Đằng này chị Ba đang bán mỹ phẩm trên kênh của chị Ba, mà Tu Hú ra bán là cũng nhờ chị Ba quảng cáo trên kênh của chị Ba nữa, là có nghĩa là chẳng khác gì là mình xúi khán giả của mình, khách hàng của mình bao nhiêu năm nay qua bên Khương mua, đúng không? Như vậy là tất nhiên là chị Ba phải nằm trong cái kèo dưới, cái thế như thế nào đó là một. Chị Ba rất cay cú nhưng mà chị Ba không làm gì được, vì tụi kia nó đang nằm cầm cái cán. Thì chính vì lẽ đó nếu chị Ba mà rụt rịch một cái thì tụi này có thể nó sẽ dở cái trò giống như lần là dở trò với anh hai với lại nàng hậu hôm nay. Thì nó thật với quý vị là bọn này là nó chuyên gia, nó chơi chiêu đó, thì chị Ba cũng không ngoại lệ. Nhưng mà sau chị Ba rồi thì có thể là tiếp tục những người trong gia đình này, cụ thể là bất đèn men. Hai nhân vật này cũng hai nhân vật đáng gườm của cái con Hòa đen. Thì tôi cảnh báo trước, nếu như hai bạn này hết sức tỉnh táo và khôn ngoan, mình cần phải sống chân thật và mình sẽ cần phải sống có một cái bản chất thật thà để mình tạo được cái đức, cái phước cho mình. Và đồng thời nữa, bên cạnh đó, mình đừng có bao giờ nghe lời người dân mà hãy nghe lời cô chú mình ha. Chứ đừng bao giờ nghe lời người dân nha. Và bấp cũng phải biết tôn trọng cô mình và biết thương yêu ba mình, thì may chi cái phước này nó còn tồn. Còn nếu mà chạy theo những cái ảo ảnh, chạy theo những cái gì đó mà cái dục vọng ở bên ngoài, cái sự hào nhán của con Hòa đen, thì tất nhiên là một ngày nào đó Hòa đen nó cũng có thể nó lật kèo luôn, và nó sẽ đẩy hai bạn này ra ngoài để gì? Để nó dễ dàng thâu tóm. Thì đó là cái chiến lược của con Hòa đen, con nàng ấy này như là như vậy. Thì đây Long muốn nói trước để cho những người này hiểu và có thể là phòng ngừa.
Còn nói thật với quý vị rằng là ở đây mình phải nói rằng là trong mấy ngày này là nó đổ xô, nó nói rằng là Vũ Luân là một người có thể rằng gọi là trùm, là cuối. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Vũ Luân là từ xưa đến nay là nó thật quý vị, chỉ dốc tâm vào công việc nghề nghiệp nghệ thuật là chính. Thứ hai nữa, thỉnh thoảng Vũ Luân cũng đi làm thiện nguyện, đi giúp đời giúp đạo. Cái thứ ba nữa, cuộc sống Vũ Luân cũng rất là nhẹ nhàng êm ái, không có bon chen nhiều. Thì chính vì lẽ đó không có nói rằng là trùm cuối trùm đầu gì ở đây, không có. Đừng bao giờ nói cái câu đó. Nói cái câu đó là chẳng khác gì là gấp lửa bỏ tay người, hoàn toàn là không có phù hợp với những con người này. Tại vì họ là luôn luôn họ làm nghề, chứ họ không phải là kinh doanh, họ không phải là những người đánh đá, họ không phải là đi lục soát với ôm cái sách, họ cũng không phải là chia tiền chia vàng. Thì đừng có nói là cuối hay đầu ở đây, đúng không? Còn cái chuyện nàng hậu thì thưa quý vị, nàng hậu là một người kinh doanh cũng rất là thành đạt, và một người hiện nay cũng là tương đối giàu có. Tôi nói dùng cái từ tương đối thôi. Thì bây giờ nàng hậu cũng không phải là những cái con người bình thường mà đi làm những cái việc mà không đâu vào đâu, hay là những làm những cái việc gì mà để cho cộng đồng mạng coi như lên án. Nhưng mà bọn này nó chẳng qua là nó muốn như vậy đó, nó thèm như vậy. Nhưng mà thưa với quý vị, nó mà nó đụng tới hai nhân vật này thì tôi nghĩ rằng là tụi nó cũng hơi mệt mỏi này, chứ không phải là dễ ăn đâu. Đó. Rồi thì đến đây Long cũng xin chia sẻ với quý vị như vậy. Và thưa với quý vị rằng Long có bán mật ong rừng nha. Cả nhà có mua ủng hộ Long thì mua ở đây là mật ong rừng nguyên chất. 550.000 đồng một lít. Mật ong rừng này nếu quý vị về sử dụng mà phát hiện mật ong giả, mật ong trộn pha gì đó, Long xin hoàn tiền 100%. Và thứ hai nữa thì thưa với quý vị là đây là mật dâu. Mật dâu thì đây là thành phần là dâu tằm và mật ong rừng và đường phèn với chanh dây. Chúng ta ủ thành ra mật dâu một hũ như đây, này là một ký là có 200.000. Nếu quý vị mua 5 hũ 5 ký thì chỉ có 750.000, bao ship toàn quốc luôn. Một hũ 200.000 cũng bao ship quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là tôm lùi 1.1 triệu một ký. Dạ, 1.1 triệu một ký. Một bịch như thế này là nửa ký. Còn đây là khô cá lóc sợi. Khô cá lóc sợi thì thưa quý vị là 460.000 đồng một ký, được lóc hết xương sóc ra rồi, tẩm ngũ vị và mật ong. Rất là ngon luôn quý vị. Một ký là 460.000, cũng bao ship toàn quốc. Và đây là khô cá thu. Khô cá thu thì thưa quý vị, khô cá thu là 400.000 đồng một ký. Một ký là hai bịch như thế này quý vị nghe. Một bịch là nửa ký, hai bịch là một ký. Một ký là 400.000 đồng. 400.000 đồng. Khô cá thu cũng ướp ngũ vị trong này rất là ngon. Chúng ta chỉ về chiên lên là ăn là bá phát luôn. Ăn cơm là không có cơm đâu mà ăn cho đủ hết trơn á. Thưa quý vị. Và đây là tôm khô. Tôm khô, tôm quảng canh, tôm loại 1. Thưa quý vị, tôm này là 1.4 triệu một ký. Nếu có quý vị có nhu cầu mua ủng hộ Long bất cứ một mặt hàng gì thì xin quý vị rằng là đây là số điện thoại đặt hàng của Long, đó là 0906125479 quý vị nha, 0906125479. Đó là số điện thoại mua hàng. Quý vị cứ nhắn tên người mua hàng và địa chỉ người mua hàng cụ thể nha quý vị, chính xác để mình ship đi nó không bị trả lại nha quý vị nha. Rồi, tên người mua hàng, địa chỉ người mua hàng và tên mặt hàng, số lượng mặt hàng Long xin gửi đến cho quý vị trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta, miễn ship toàn bộ hết. Dù mua ủng hộ Long 1 ký khô hay nửa ký khô, 1 lít mật ong, nửa lít mật ong hay là một hũ dâu, Long cũng ship tận nơi. Long thưa thật quý vị, Long bán cái này Long kiếm thêm một chút xíu thu nhập, Long ủng hộ cho tất cả những nghệ sĩ già, những nghệ sĩ khó khăn. Rồi, Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi và chúc đại gia đình một ngày mới sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Long xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.